À hôi mọi người, Hiệp Vũ từ Moonstar đây. Đố các bạn biết chúng mình đang trên đường đi đâu? Để gợi ý cho mọi người thì đó là một nơi có rất nhiều trẻ em với không khí vui nhộn. Trung thu thì cũng đến rồi, dành cho các bạn ở Việt Nam không biết Trung thu bên Séc sẽ như nào. Thì hôm nay mình đã diện một bộ đồ rất hoành tráng để hòa vào không khí Trung thu. Và giờ mình sẽ chỉ cho các bạn xem không khí nơi đây sẽ như nào nhé. Như các bạn có thể thấy, mâm cỗ ở đây với các loại bánh Trung thu, đèn Trung thu và trái cây được trang trí thành các hình thù đẹp mắt. Đúng là các mẹ khéo tay thật. Ở Séc thì cũng không khác gì cách mọi người tổ chức Trung thu ở Việt Nam, cũng có múa lân, văn nghệ và rước đèn. Nhìn trên sân khấu là những đứa trẻ luôn tham gia với khẩu hiệu: "Nếu chúng tôi không phải người ngại, thì người ngại chắc chắn không phải là chúng tôi." Sau đây thì ban tổ chức có câu đố: ai là người Việt Nam đầu tiên bay lên cung trăng? Vì sao? Nếu ai trả lời được sẽ nhận 500 tiền thưởng. Đó chính là lý do thôi thúc tôi xung phong lên sân khấu. Nhưng... các bạn hãy thử đoán xem câu trả lời là gì bằng cách comment xuống bên dưới cho chúng mình biết nhé. Bên cạnh những trò chơi cho các em thì cũng có trò chơi xổ số cho các phụ huynh, vừa là để vui và cũng để ủng hộ cho cộng đồng. Thì mình rất là hy vọng những thước phim vừa rồi đã mang lại cho bạn một không khí Trung thu thoải mái, vui vẻ và đầm ấm cùng bạn bè và người thân bên gia đình. Cuối cùng là phần mà mọi người mong chờ nhất, đó chính là phá cỗ Trung thu.